Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý, xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Đây là bản tường trình đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Caritas Bangladesh và cảnh sát nước này báo động về ứng dụng điện thoại của Trung Quốc sau khi 1.500 phụ nữ bị lừa bán vào các ổ mại dâm. 1.500 phụ nữ và trẻ em gái Bangladesh đã bị bán sang Ấn Độ và các nước vùng Vịnh Ba Tư trong những năm gần đây. Họ là nạn nhân của ba tên lưu manh, nhưng như cảnh sát Bangladesh chỉ ra, nếu không có TikTok, một chương trình ứng dụng trên điện thoại của Trung Quốc, ba tên lưu manh này không thể lừa đảo được một số lượng phụ nữ và trẻ em gái đông đảo như thế. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi một phụ nữ Bangladesh bị buôn bán sang Ấn Độ, bỏ trốn và trở về nhà sau 77 ngày bị giam trong một ổ mại dâm và đệ đơn kiện theo đạo luật ngăn chặn và triệt hạ nạn buôn bán người của nước này. Mohammed Shahidullah, Phó Ủy viên Cảnh sát thủ đô Kada, xác nhận với UCA News rằng sau nhiều tuần bị truy bắt, ba tên lưu manh này đã bị bắt giữ ở quận Sakira gần biên giới với Ấn Độ vào ngày 1 tháng 6. Ông cho biết những người bị bắt là Mehdi Hassan Babu, Mohiuddin và Abdul Kader. Ba tên này là chủ mưu, ngoài ra còn có 9 tên khác trong một mạng lưới tổng cộng 12 người đã bị buộc tội buôn bán khoảng 1.500 phụ nữ. Cô gái bị buôn người nói với một kênh truyền hình tư nhân rằng bọn lưu manh đã tiếp cận với cô qua mạng xã hội TikTok, rồi đưa cô đến Ấn Độ bằng cách hứa đưa cô trở thành ngôi sao TikTok và cho cô một công việc lương cao. Cô ấy được đưa đến nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ, bao gồm cả Bengaluru và Chennai, nơi cô ấy bị lạm dụng thể chất, tinh thần và tình dục. Cô nói thêm rằng cô ấy phát hiện nhiều phụ nữ Bangladesh giống như cô đang làm công việc bán dâm trong các khách sạn ở Ấn Độ. Theo dữ liệu từ cảnh sát, khoảng 10.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã bị bọn buôn người đưa ra khỏi Bangladesh và khoảng 5.000 trường hợp đã đệ đơn kiện những kẻ buôn người kể từ năm 2013. Các nhóm nhân quyền cáo buộc rằng do việc thực thi pháp luật kém và tỷ lệ kết án cực thấp, nạn buôn người đang phát triển mạnh ở Bangladesh. Linh mục Lytton Gomes, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh, nói rằng việc thực thi pháp luật kém và chậm trễ trong công lý đã thúc đẩy các tội ác ghê tởm như buôn người. Đã có luật nhưng do chưa thực thi hợp lý nên tội phạm đang được khuyến khích, đồng thời cần điều tra xem có ai trong xã hội hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan đến họ hay không. Cha Gomes nói với UCA News. Vị linh mục cho biết ủy ban đang cộng tác với tổ chức bác ái công giáo Caritas để giải quyết nạn buôn người ở những khu vực có sự hiện diện của giáo hội. Các chương trình đang thực hiện bao gồm xây dựng nhận thức và đào tạo thông qua các nhóm và trường học. Chúng tôi muốn xây dựng một mạng lưới vững chắc mà qua đó chúng tôi có thể làm cho mọi người nhận thức được cũng như sắp xếp việc phục hồi chức năng và điều trị tâm thần cho họ nếu ai đó trở về sau khi đã là một nạn nhân của nạn buôn người. Cha Gomes nói thêm. Đức Hồng Y Sri Lanka kiện chủ tàu vì gây ô nhiễm. Hồng Y Malcolm Renzi đã quyết định khởi kiện chủ nhân của con tàu đã gây ra thảm họa môi trường trên bờ biển Sri Lanka. Ngài cho biết cộng đồng ngư dân đã bị thiệt hại nghiêm trọng do tàu MV Express Pearl được đăng ký tại Singapore đã phun chất thải hóa học ra biển kể từ khi bị bốc cháy vào ngày 20 tháng 5. Tôi sẵn sàng đi đầu trong việc khởi kiện công ty sở hữu con tàu, Đức Hồng Y Renzi nói vào ngày 2 tháng 6 tại Colombo. Con tàu container chở 25 tấn axit nitric cùng với các hóa chất và mỹ phẩm khác thì ngọn lửa bùng lên sau một vụ nổ. Các quan chức đã cảnh báo mọi người không chạm vào bất kỳ mảnh vỡ nào trôi dạt trên các bãi biển vì nó có thể gây hại. Hơn 1.000 người, bao gồm cả hải quân và quân đội, đã dọn dẹp các bãi biển trong những ngày gần đây.
Virus tàu độc địa gây tác động tàn phá lên các xã hội Mỹ Châu Latin. Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tàn hại trên các xã hội Mỹ Châu Latin. Sự lan tràn đại dịch với những hậu quả của nó về mặt kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường càng trầm trọng thêm do những vấn đề vốn có sẵn về cơ cấu tại Mỹ Latin và quần đảo Caribe, bao gồm sự chênh lệch cao độ về giàu nghèo, tình trạng bấp bênh và thiếu công việc chính thức, thiếu bảo vệ xã hội, sự suy thoái môi trường, nghèo đói và dễ bị tổn thương. Trên đây là nội dung một nghiên cứu của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, mới được công bố. Thêm vào các vấn đề vừa nói, Mỹ Châu Latin còn có hệ thống y tế và bảo vệ xã hội yếu ớt và phân hóa. Những khu định cư của dân nghèo ở các thành thị đang lan rộng, thiếu các dịch vụ cơ bản. Ngoài ra, Mỹ Châu Latin còn phải đối phó với làn sóng lớn, những người di cư và di tản, cũng như các loại xung đột. Sau cùng, Mỹ Latin bị những ảnh hưởng thái quá của sự thay đổi khí hậu. Nghiên cứu và phân tích trên đây cho thấy thực tại đau thương có bằng chứng rất đầy đủ với bao nhiêu dữ kiện do Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đề nghị thực hiện và được đăng trong phúc trình tựa đề Vấn đề xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Mỹ Châu Latin. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.